Chương trình thời sự buổi tối của Vietfix TV được bảo trợ bởi Domaval Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình tin tức của Đài Việt Face TV với phần trình bày của Thanh Thảo trong buổi phát hình ngày thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2024. Sau đây là phần lược qua vài tin chính trong ngày. Nhiều lễ tưởng niệm được tổ chức đánh dấu 23 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Francine hiện nay là cơn bão cấp 1 lúc 8 giờ tối thứ Ba 10 tháng 9 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Lạm phát tiêu dùng chậm lại ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Dự luật ngân sách chính phủ của Chủ tịch Hạ viện Johnson đang trên bờ vực sụp đổ. Số người chết ở Việt Nam vì bão Yagi đã tăng lên. Số ca tử vong do bệnh tả trên toàn cầu cũng tăng vọt hồi năm ngoái. Và đó là vài tin chính trong ngày. Ngay sau đây là phần đầu của phần tin chi tiết. Cả Phó Tổng thống Kamala Harris lẫn cựu Tổng thống Donald Trump đều cố gắng thu hút cử tri trong cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã tập trung vào những chủ đề quan trọng, đóng vai trò trung tâm trong cuộc bầu cử năm 2024. Các vấn đề như lạm phát, phá thai và nhập cư dường như đã chi phối cuộc trò chuyện, với cả hai ứng cử viên đều xung đột về chính sách của họ và bảo vệ hồ sơ trong quá khứ của họ. Cuộc trao đổi căng thẳng này có thể phản ánh mức độ quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới vì mỗi ứng cử viên đều cố thu hút những cử tri quan tâm đến những vấn đề cấp bách này. Chris Wallace là người dẫn chương trình của CNN đã nhận định về buổi tranh luận hôm 10 tháng 9 rằng ông chưa từng thấy một cuộc tranh luận nào khốc liệt tương đương cuộc đối đầu hồi tháng 6 giữa ông Trump và Tổng thống Biden cho đến như vậy. Ông Wallace cho rằng bà Harris đã chiếm ưu thế tuyệt đối trên hầu hết mọi chủ đề và đã khiến cho ông Trump câm lặng. Ông nói Donald Trump tối nay trông có vẻ già. Và ông Wallace cũng đồng tình với nhận định của Dana Bash thuộc đài CNN rằng thông điệp của bà Harris trong màn tranh luận tại Philadelphia có thể được tóm gọn rằng ông Trump đang tranh cử với bà chứ không phải là ông Biden. Thông điệp đó khéo léo phân định rõ ràng sự khác biệt giữa bà Harris với ông Trump và ở đôi chỗ cũng tách biệt bà ấy khỏi ông Biden nếu cần thiết. Trong bối cảnh kết quả các cuộc khảo sát cử tri cho thấy sự cạnh tranh giữa hai ứng cử viên vẫn đang rất khít khao tại các tiểu bang chiến địa, màn tranh luận trực diện tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania được cho là cơ hội lớn nhất để thay đổi cục diện của cuộc bầu cử năm nay. Taylor Swift ủng hộ bà Kamala Harris làm tổng thống sau khi xem cuộc tranh luận đêm thứ Ba. Taylor Swift đã công bố tin tức sau khi xem cuộc tranh luận của tổng thống vào đêm thứ Ba ngày 10 tháng 9. Siêu sao ca sĩ toàn cầu đã viết trên Instagram rằng cô biết về một phiên bản AI của chính mình đang ủng hộ ông Donald Trump chạy đua vào Tòa Bạch Ốc một cách sai trái trên trang web của ông ta. Swift cho biết mối nguy hiểm của thông tin sai lệch đã khiến cho cô đi đến kết luận rằng cô cần phải minh bạch về kế hoạch của mình cho cuộc bầu cử năm nay với tư cách là một cử tri. Kết quả, Swift cho biết cô sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong bộ phim tài liệu năm 2020 có tựa đề Miss Americana, Swift đã bày tỏ sự hối tiếc vì đã không lên tiếng về những mục đích chính trị sớm hơn. Cùng năm đó, cô tuyên bố ủng hộ ông Biden và bà Harris trong nỗ lực chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của hai người này. Kế đến là bản tin về bão. Francine hiện nay là cơn bão cấp 1 lúc 8 giờ tối thứ Ba ngày 10 tháng 9 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Trung tâm Bão Quốc gia, bão Francine đã mạnh lên thành bão cấp 1 tại vịnh Mexico. Bão được dự đoán sẽ mạnh hơn nữa vì nhiệt độ cao kỷ lục ở vùng vịnh và dự đoán sẽ đổ bộ và dọc theo bờ biển Louisiana chiều hoặc tối thứ Tư 11 tháng 9. Đường đi dự báo của cơn bão đã dịch chuyển nhẹ về phía đông, thúc đẩy việc ban hành cảnh báo bão cho khu vực New Orleans. Các vùng ven biển của các tiểu bang Mississippi và Alabama cũng đang chịu cảnh báo về bão dâng cũng như là bão nhiệt đới. Francine gây ra những rủi ro đáng kể, bao gồm lượng mưa lũ lụt, gió mạnh và bão dâng có khả năng đe dọa đến tính mạng, với sức gió bão nhiệt đới có khả năng ập đến sớm nhất là vào sáng sớm thứ Tư. Người dân tại Louisiana đang chuẩn bị ứng phó với cơn bão bằng cách lấp đầy những bao cát, tích trữ nhu yếu phẩm và chuẩn bị nơi trú ẩn. Một số người đã bắt đầu di tản, trong khi những người khác thì chọn ở lại chờ cơn bão đi qua. Thống đốc Louisiana đã ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu FEMA hỗ trợ cho việc phối hợp những nỗ lực ứng phó khẩn cấp của tiểu bang và địa phương. Các biện pháp chuẩn bị cũng đã được khai triển tại Texas, là tiểu bang lân cận. Người dân đã được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét, bão dâng nguy hiểm và gió mạnh.
cũng có thể xảy ra lốc xoáy tại Louisiana khi cơn bão đến gần. Các khu vực ven biển từ tiểu bang Texas đến Mississippi có thể có lượng mưa lên tới 8 inches, theo chính quyền. Và chính quyền khuyên mọi người tránh xa những con đường bị ngập lụt và tránh đi lại không cần thiết. Gió được dự kiến sẽ mạnh hơn sáng thứ Tư và tiếp tục trong suốt ngày thứ Tư khi bão Francis tiến gần bờ. FDA điều tra về tác hại tiềm ẩn do sự hiện diện của các kim loại nặng trong băng vệ sinh. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, đã tiến hành một cuộc điều tra về tác hại tiềm ẩn do sự hiện diện của các kim loại nặng, chẳng hạn như chì và arsen trong băng vệ sinh. Điều này diễn ra sau một nghiên cứu hồi tháng 7 năm 2024 từ Đại học California ở Berkeley khám phá ra dấu vết của các kim loại này trong cả băng vệ sinh hữu cơ lẫn không hữu cơ. Nghiên cứu cho thấy băng vệ sinh hữu cơ chứa hàm lượng arsen cao hơn, trong khi các loại không hữu cơ thì có hàm lượng chì cao hơn. Mặc dù lượng khám phá được thấp, cơ quan bảo vệ môi trường tức EPA vẫn khẳng định rằng không có mức phơi nhiễm chì nào an toàn. Để ứng phó, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của FDA sẽ mô phỏng việc sử dụng băng vệ sinh để xác định lượng kim loại này nếu có thể được hấp thụ vào cơ thể ra sao. FDA cũng sẽ tiến hành đánh giá toàn diện tài liệu để đánh giá mọi rủi ro sức khỏe liên quan đến việc phơi nhiễm này. Cuộc điều tra này nêu bật những lo ngại về tính an toàn của các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, ngay cả những sản phẩm được tiếp thị và hữu cơ, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc quản lý chặt chẽ hơn và minh bạch hơn trong lĩnh vực này. Thứ Tư đánh dấu kỷ niệm 23 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Kỷ niệm 23 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã đánh dấu một ngày tưởng niệm trang trọng cho một trong những khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngày hôm đó, những kẻ khủng bố Al-Qaeda đã cướp 4 chiếc máy bay thương mại, đâm 2 chiếc vào trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York, 1 chiếc vào ngũ giác đài và chiếc thứ tư vào một cánh đồng gần Shanksville ở Pennsylvania. Sau khi hành khách, anh Dũng đã cố gắng giành quyền kiểm soát chiếc máy bay. Gần 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Năm nay, một cột mốc bi thảm khác làm nổi bật tác động lâu dài của các cuộc tấn công. Số người ứng cứu đầu tiên tại New York tử vong vì các bệnh sau ngày 11 tháng 9, chẳng hạn như bệnh ung thư và các bệnh về đường hô hấp, vì tiếp xúc với bụi và mảnh vỡ độc hại, hiện nay đã vượt qua số người ứng cứu đầu tiên tử vong vào ngày xảy ra các cuộc tấn công kể trên. Điều này nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng sức khỏe đang diễn ra đối với những người phục vụ trong các nỗ lực cứu nạn và phục hồi. Các lễ tưởng niệm vào ngày hôm nay thường bao gồm những khoảnh khắc mặc niệm, tưởng nhớ các nạn nhân và suy ngẫm về khả năng phục hồi và sự đoàn kết sau thảm kịch. Tuy nhiên, số người sống sót và những người ứng cứu lâu dài đóng vai trò như một lời nhắc nhở về hậu quả của ngày hôm đó. Gia đình của các nạn nhân ngày 11 tháng 9 tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại Ả Rập Saudi. Các gia đình của các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đang tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại Ả Rập Saudi 23 năm sau các vụ tấn công. Họ đang tìm cách buộc chính phủ Ả Rập Saudi phải chịu trách nhiệm về vai trò bị cáo buộc của họ trong các vụ tấn công, tuyên bố rằng họ đã hỗ trợ một mạng lưới, hỗ trợ cực đoan đã giúp cho những kẻ không tặc. Vụ án hiện nay đang được một thẩm phán liên bang xét xử, người dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc liệu rằng vụ án có thể được tiến hành hay không. Nếu như thẩm phán phán quyết có lợi cho các gia đình nạn nhân, điều đó có thể dẫn đến việc công khai những bằng chứng chưa từng thấy trước đây. Những cáo buộc của gia đình dựa trên bằng chứng mà họ khẳng định cho thấy một số quan chức cao cấp của Ả Rập Saudi làm việc tại Hoa Kỳ đã tham gia vào việc tạo điều kiện cho những kẻ không tặc di chuyển trên khắp đất nước Mỹ. Họ cũng khẳng định rằng một số quan chức đã ở bên trong Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Washington DC vào ngày xảy ra vụ tấn công. Ả Rập Saudi đã phủ nhận mọi sự liên quan đến các vụ tấn công và Hoa Kỳ từ lâu đã nói rằng đối tác chiến lược của họ tại Trung Đông không có vai trò gì trong các vụ tấn công đó. Vụ án này dự kiến sẽ kéo dài và phức tạp, nhưng các gia đình nạn nhân quyết tâm buộc Ả Rập Saudi phải chịu trách nhiệm về vai trò bị cáo buộc của họ. Họ tin rằng chính phủ Ả Rập Saudi phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn người vô tội và họ quyết tâm để cho công lý được thực thi. Lạm phát tiêu dùng chậm lại ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng viết tắt là CPI mới nhất cho thấy lạm phát tiêu dùng đã chậm lại xuống còn 2.5% trong tháng 8, là mức thấp nhất kể từ tháng 2 của năm 2021. Sự chậm lại này chủ yếu là do giá xăng giảm, điều mà các nhà kinh tế đã dự đoán. Tuy nhiên, giá hàng tạp hóa vẫn ổn định trong tháng và chi phí gia cư tiếp tục là một yếu tố quan trọng. Chỉ số gia cư bao gồm chi phí sở hữu nhà và chi phí thuê nhà đã tăng 0.5% trong tháng 8 và tăng hơn 5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Sự chậm lại của lạm phát có thể khuyến khích Quỹ Dự trữ Liên bang cân nhắc việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới và báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng trong chính sách tiền tệ khi áp lực lạm phát đã giảm bớt.
Dự luật ngân sách của chính phủ của Chủ tịch Hạ viện Johnson đang trên bờ vực sụp đổ. Kế hoạch tài trợ cho chính phủ của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể vì sự phản đối nội bộ của Đảng Cộng Hòa và khả năng phản đối từ Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Dự luật bao gồm một biện pháp yêu cầu phải có bằng chứng tài liệu về quyền công dân Hoa Kỳ để ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, mặc dù việc những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang đã là bất hợp pháp rồi. Nếu dự luật không được Hạ viện thông qua thì Đảng Cộng Hòa sẽ cần phải tranh giành một cách tiếp cận mới để tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Điều này sẽ xảy ra vào cuối tháng. Sự sụp đổ của đề nghị này sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực đạt được thỏa thuận lưỡng đảng kịp thời. Hai cô gái chuyển giới tại New Hampshire bị cấm tranh tài cho các đội thể thao nữ. Một thẩm phán liên bang tại New Hampshire đã ban hành lệnh cấm hai cô gái chuyển giới là Parker Tyrrell và Iris Tomelli tham gia vào các đội thể thao nữ của trường. Quyết định này được đưa ra sau khi hai vận động viên này phản đối luật của tiểu bang cấm học sinh chuyển giới chơi trong các đội phù hợp với bản dạng giới tính của họ, thay vào đó yêu cầu học sinh phải chơi trong các đội liên quan đến giới tính khi được sinh ra của họ. Phán quyết của thẩm phán khẳng định rằng luật này có khả năng vi phạm quyền của học sinh theo quy định số 9, trong đó cấm phân biệt đối xử về giới tính trong các cơ sở giáo dục và quyền được bảo vệ bình đẳng. Trong ý kiến, thẩm phán đã tuyên bố rằng cả Tyrrell lẫn Tomel đều chứng minh được luật này đã cản trở khả năng phát triển của họ như thế nào và việc dỡ bỏ hạn chế sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe của họ. Mặc dù lệnh cấm hiện chỉ áp dụng cho hai vận động viên này, nhưng sự việc có thể có những tác động sâu rộng hơn. Nếu như tiểu bang phản đối phán quyết thì luật sư của các vận động viên đã cho biết họ sẽ thúc đẩy một phán quyết toàn diện hơn nhằm bảo đảm quyền cho tất cả học sinh chuyển giới tại New Hampshire được tham gia vào các đội thể thao phù hợp với bản dạng giới của họ. Văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp New Hampshire để đáp lại đã tái khẳng định cam kết duy trì một môi trường an toàn cho tất cả học sinh và cho biết họ sẽ xem xét mọi con đường pháp lý để duy trì cả luật pháp lẫn phúc lợi của học sinh. Tháng 9 là tháng bảo hiểm thú cưng quốc gia. Báo cáo của Emily Smith cho tháng bảo hiểm vật nuôi quốc gia đã nêu bật chi phí chăm sóc thú cưng đang tăng và giá trị tiềm năng của bảo hiểm thú vật trong việc bảo vệ chống lại các chi phí bất ngờ. Với hàng triệu thú vật được bảo hiểm khắp Bắc Mỹ, năm 2023 đã chứng kiến sự gia tăng phạm vi bảo hiểm với 625 triệu thú vật được bảo hiểm. Trung bình chi phí bảo hiểm tai nạn và bệnh tật là 675 Mỹ Kim hàng năm cho chó và 383 Mỹ Kim một năm cho mèo. Tuy nhiên, bảo hiểm chỉ dành cho tai nạn rẻ hơn nhưng không bảo hiểm những bệnh tật, chẳng hạn như là ung thư hoặc là nhiễm trùng. Trong bối cảnh chi phí chăm sóc thú cưng tăng, một số công ty bảo hiểm như là Nationwide Pet đang thu hẹp quy mô với kế hoạch cắt giảm vào khoảng 100.000 hợp đồng bảo hiểm vào mùa hè năm tới. Tình hình lạm phát đã xảy ra với các chuyên gia như là Matt Schultz khuyên rằng người tiêu dùng nên lập kế hoạch trước để quản lý những thách thức về tài chính trong việc chăm sóc sức khỏe của thú cưng. Thêm thông tin về quy định mới của FDA về việc chụp nhũ ảnh của phụ nữ. Quy định mới của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ từ FDA đã yêu cầu các cơ sở chụp nhũ ảnh phải thông báo cho bệnh nhân nếu như họ có mô vú dày, là một tình trạng ảnh hưởng đến khoảng một nửa số phụ nữ từ 40 tuổi trở lên tại Hoa Kỳ, theo CDC. Có vú dày đặc có nghĩa là có nhiều mô xơ và mô tuyến hơn so với mô mỡ và điều này làm tăng khó khăn cho việc khám phá ung thư vú. Thông qua việc chụp nhũ ảnh truyền thống cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ nữ. Tiến sĩ Bhavika Patel của phòng khám Mayo đã nhấn mạnh rằng tình trạng này có thể khiến cho việc phát hiện ung thư trở nên khó khăn hơn. Nhưng quy định mới của FDA nhằm mục đích giúp cho phụ nữ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về sức khỏe của mình. Quy định này yêu cầu các cơ sở phải thông báo cho bệnh nhân nếu họ có vú dày đặc và thảo luận về những phương pháp sàng lọc thay thế như là siêu âm hoặc là MRI có thể cung cấp hình ảnh tốt hơn trong những trường hợp như vậy. Sáng kiến này nhằm mục đích nâng cao nhận thức nơi phụ nữ và cung cấp cho họ nhiều lựa chọn hơn để khám phá ung thư vú sớm và hiệu quả. Tuy nhiên, tiến sĩ Patel lưu ý rằng khả năng tiếp cận các sàng lọc thay thế có thể bị hạn chế đối với một số bệnh nhân vì rào cản về địa lý hoặc tài chính và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những cuộc thảo luận cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về những lựa chọn khả thi dựa trên vị trí và nguồn lực của họ.
mẹ của nghi phạm xả súng tại trường trung học Appalachie xin lỗi gia đình nạn nhân. Vụ xả súng bi thảm tại trường trung học Appalachie ở Georgia đã khiến cho cộng đồng đau buồn, với 4 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Marcy Gray là mẹ của thiếu niên bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc của bà trong một bức thư ngỏ gửi đến gia đình của các nạn nhân. Trong thông điệp của mình, bà đã bày tỏ sự hối tiếc, nói rằng tôi vô cùng xin lỗi từ tận đáy lòng và bày tỏ sự đấu tranh của chính bà để tha thứ cho bản thân vì thảm kịch này. Bà Gray giải thích bà đã nhận được một tin nhắn đáng lo ngại từ con trai mình trước sự việc và đã gọi điện thoại đến trường để cảnh báo họ về một trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Bất chấp những nỗ lực của bà, vụ xả súng vẫn xảy ra khiến cho 2 giáo viên và 2 học sinh thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Nhà chức trách đã xác nhận rằng 2 người nữa cũng bị thương trong sự việc, mặc dù vết thương của họ không phải do súng gây ra. Bà Gray nhấn mạnh rằng mặc dù sự việc kinh hoàng, bà không coi con trai mình là quái vật và phản ánh một tình huống phức tạp và đau đớn đối với cả gia đình bà lẫn cộng đồng bị ảnh hưởng. Sự kiện bi thảm này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận sâu rộng hơn về an toàn trường học, nhận thức về sức khỏe tâm thần và can thiệp sớm và những dấu hiệu cảnh báo có thể ngăn ngừa bạo lực giống như vậy. Trẻ em ở Lafayette, Louisiana làm việc suốt ngày đêm để xếp bao cát trước khi bão Francine tiến đến. Cộng đồng tại Lafayette, Louisiana đang cùng nhau bảo vệ nhà cửa của họ khỏi cơn bão Francine. Thật cảm động khi thấy sự tận tụy của những thiếu niên địa phương làm việc không mệt mỏi để lấp và xếp các bao cát bất chấp lệnh di tản bắt buộc. Với việc bão Francine hiện nay là cơn bão cấp 1 và dự báo sẽ mạnh lên, điều quan trọng là người dân phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa. Tác động của cơn bão, đặc biệt là khi nó đạt đến cấp 2, có thể rất nghiêm trọng. Vì vậy, những nỗ lực bảo vệ nhà cửa của các thành viên của cộng đồng là rất đáng khen ngợi. Số lượng sinh viên da đen ghi danh vào Đại học Harvard đã giảm kể từ quyết định của tối cao pháp viện. Dữ liệu gần đây từ Đại học Harvard nêu bật sự thay đổi đáng kể trong nhân chủng học của sinh viên sau quyết định của tòa án tối cao về việc chấm dứt hành động tích cực trong việc tuyển sinh đại học. Quyết định của tòa án tối cao năm ngoái về việc chấm dứt hành động khẳng định giới tính hoặc là sự khác biệt cần thiết trong tuyển sinh đại học đang ảnh hưởng đến việc tuyển sinh. Cụ thể là tỷ lệ sinh viên da đen năm thứ nhất đã giảm từ 18% hồi năm ngoái xuống còn 14% vào năm nay. Tỷ lệ sinh viên người Mỹ gốc Á ghi danh, tỷ lệ ghi danh của nhóm này vẫn ổn định ở mức 37%. Tuyển sinh gốc Tây Ban Nha, con số này đã tăng từ 14% lên 16%. Con số chính xác đối với sinh viên da trắng vẫn chưa được tiết lộ. Các chuyên gia tuyển sinh vẫn đang phân tích tác động của quyết định của tòa án tối cao đối với những xu hướng này và những hàm ý rộng lớn hơn của nó đối với những chính sách tuyển sinh đại học. Chiến dịch quảng cáo mới của Đảng Cộng hòa Arizona tại khu vực đô thị Phoenix. Một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất trong cuộc tranh luận của Tổng thống hôm thứ Tư là ông Donald Trump tuyên bố rằng người nhập cư Haiti ở Springfield, Ohio đang ăn thịt thú cưng của người dân tại đây. Tuyên bố này đã được nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa nổi tiếng thúc đẩy trong tuần qua. Chiến dịch quảng cáo mới của Đảng Cộng hòa Arizona tại khu vực đô thị Phoenix dựa trên tuyên bố gây tranh cãi của ông Donald Trump về việc người nhập cư Haiti ăn thịt vật nuôi chắc chắn đang thu hút sự chú ý. Các quảng cáo được thiết kế giống như là quảng cáo mang tính biểu tượng của Chick-fil-A, nhưng với hình ảnh mèo con hóa trang thành bò và khẩu hiệu ăn ít mèo con hơn, bầu cho Đảng Cộng hòa, là một cách diễn đạt khiêu khích về những tuyên bố tranh luận gần đây. Chick-fil-A đã tuyên bố rằng họ không cho phép sử dụng phong cách thương hiệu của họ cho các quảng cáo kể trên. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương tại Springfield, Ohio, nơi mà ông Trump đưa ra tuyên bố ban đầu, đã báo cáo là không có bằng chứng nào hỗ trợ cho tuyên bố kể trên. Các quảng cáo có thể nhằm mục đích khơi dậy cuộc thảo luận và thu hút sự chú ý đến lập trường của Đảng Cộng Hòa, nhưng chúng cũng có vẻ như là một trò đùa về sự vô lý của tuyên bố ban đầu. Bão Francine mạnh lên khi tiến gần bờ biển Louisiana. Bão Francine đang mạnh lên khi tiến gần bờ biển Louisiana. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 2 gần Morgan City vào cuối buổi chiều hôm đó. Người dân dọc theo bờ biển vịnh đang chuẩn bị ứng phó với lượng mưa lớn, gió mạnh và chiều cường có khả năng đe dọa tính mạng. Lần gần đây nhất mà tiểu bang này phải hứng chịu bão là vào năm 2021 khi bão cấp 4 Ida tàn phá thị trấn Grand Isle. Các cảnh báo và theo dõi chiều cường đã có hiệu lực dọc theo bờ biển và một số lệnh di tản đã được ban hành trên khắp Louisiana và bờ biển vịnh của Mexico. Người dân đang chuẩn bị ứng phó với lượng mưa lớn kéo dài, có thể dẫn đến lũ lụt, hư hại nhà cửa và mất điện trên bình diện rộng. Một số khu vực ở đông nam Louisiana có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 1 foot. Số người chết tại Việt Nam vì bão Yagi đã tăng lên. Số người chết tại Việt Nam do bão Yagi đã tăng lên 141, theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 9, trích dẫn Cơ quan Quản lý Thiên tai và Đê điều Việt Nam.
hơn 50 người khác thưa quý vị vẫn mất tích vì mưa lớn và lũ lụt do bão Yagi gây ra. Sáng ngày 11 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát thông báo lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, lũ khẩn cấp trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và tin lũ trên sông Thái Bình, sông Lục Nam, sông Hồng. Trong 10 giờ sắp tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3. Tại Phú Thọ biến đổi chậm ở mức báo động 2. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng đạt đỉnh 27.8m trên báo động 3 là 1.8m vào sáng sớm ngày 11 tháng 9, sau đó đã xuống chậm. Lũ trên sông Cầu tiếp tục tăng lên và ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên mức báo động 3. Lũ trên sông Hoàng Long biến đổi chậm trên mức báo động 3. Cuộc tìm kiếm một thợ lặn mất tích trên hồ Michigan vẫn tiếp diễn. Cuộc tìm kiếm thợ lặn mất tích trên hồ Michigan đã được đẩy mạnh. Người thợ lặn này đang thám hiểm xác của chiếc tàu đắm USS Wisconsin đã không nổi lên mặt nước và được báo cáo mất tích vào ngày thứ Ba 10 tháng 9. Điều kiện nguy hiểm đã buộc các đội lặn phải tạm dừng nỗ lực của họ nhưng đã tiếp tục tìm kiếm hôm thứ Tư 11 tháng 9. Người thợ lặn đến từ Illinois đang ở trên thuyền cùng vợ khi anh ta mất tích. Các nhóm lặn và chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm khu vực này, bao gồm cả Pleasant Prairie và bến tàu Kenosha. Cho đến nay thì danh tính của người đàn ông vẫn chưa được công bố và cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn mà không có kết quả. Cộng đồng thợ lặn đặc biệt quan tâm và hy vọng vào một kết quả tích cực. Cảnh sát tại Indianapolis bắt giữ tài xế Uber vì tội sát hại hành khách. Cảnh sát tại Indianapolis bắt giữ tài xế Uber vì tội giết hành khách, người đã mất tích hôm Chủ nhật vừa qua. Tài xế là Francisco Valadez đã thừa nhận giết hành khách của mình tên là Chan T. Dixon sau khi cô ta từ chối quan hệ tình dục với anh ta. Thi thể của Dixon được tìm thấy ẩn sau một rào chắn bê tông trong một khu rừng. Dixon ở một mình và dễ bị tổn thương vào thời điểm xảy ra tội ác, đã gọi dịch vụ đi chung xe. Bản tin đã nêu bật một tình huống vô cùng đáng lo ngại. Hành động của cảnh sát Indianapolis nhằm bắt giữ nghi can Francisco Valadez và sự tham gia của Uber trong việc cấm anh ta khỏi ứng dụng là những bước tiến tới giải quyết tội phạm. Điều quan trọng là những công ty đi chung xe phải duy trì những biện pháp an toàn nghiêm ngặt và hành khách phải nhận thức được những tính năng an toàn có sẵn cho họ, chẳng hạn như chia sẻ vị trí theo thời gian thực với bạn bè hoặc là gia đình. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại cuộc triển lãm quốc phòng Úc. Các cuộc biểu tình tại hội chợ quốc phòng ở Melbourne, nước Úc đã làm nổi bật sự phản đối đáng kể của công chúng đối với ngành công nghiệp vũ khí, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc xung đột toàn cầu đang diễn ra. Các hành động của những người biểu tình bao gồm đụng độ với cảnh sát và nhắm vào hội chợ phản ánh sự tức giận lớn lao hơn đối với quân đội và hoạt động buôn bán vũ khí, đặc biệt là liên quan đến tình hình bạo lực gần đây tại Gaza. Tình hình đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và gây ra sự gián đoạn đáng kể tại Melbourne, với chính quyền địa phương và các chính trị gia chia sẻ về phản ứng và tính phù hợp của các hành động biểu tình. Xung đột giữa việc duy trì an toàn công cộng và giải quyết các khiếu nại về sự tham gia của quân đội và hoạt động bán vũ khí vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Cuộc tấn công của Israel vào West Bank bị chiếm đóng. Các hoạt động quân sự hôm thứ Tư 11 tháng 9 của quân đội Israel ở vùng West Bank, đặc biệt là cuộc không kích ở Tubas, đã gây ra thương vong đáng kể, bao gồm cả cái chết của ít nhất 5 người. Lực lượng phòng vệ Israel, viết tắt là IDF, đã tuyên bố rằng hoạt động này nhắm vào cơ sở hạ tầng khủng bố. Nhưng các báo cáo địa phương cho biết những người thương vong là những người Palestine trẻ tuổi, không có vũ khí. Tình hình đã leo thang với các cuộc đột kích và không kích đang diễn ra tại vùng West Bank, tức là vùng Tây Ngạn sông Jordan, phản ánh sự gia tăng rộng rãi hơn về hoạt động quân sự trong khu vực kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột gần đây với Hamas ở dải Gaza. Nghiên cứu khám phá hàng tỷ người không ăn đủ 7 chất dinh dưỡng quan trọng. Một cuộc nghiên cứu mới khám phá là hơn một nửa dân số toàn cầu không ăn đủ 7 chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Nghiên cứu này nêu bật cuộc khủng hoảng thiếu hụt dinh dưỡng đáng kể trên toàn thế giới. Nghiên cứu khám phá rằng hàng tỷ người không tiêu thụ đủ 7 chất dinh dưỡng thiết yếu, gồm có iodide, vitamin E, calcium, sắt, riboflavin, folate và vitamin C. Những thiếu hụt này có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người, bao gồm cả sự phát triển về thể chất và nhận thức bị suy giảm, khả năng miễn dịch suy giảm và nguy cơ mắc bệnh tăng cao. Những khám phá của cuộc nghiên cứu nhấn mạnh đến nhu cầu phải có những nỗ lực toàn cầu để cải thiện thói quen ăn uống và tăng khả năng tiếp cận với các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nghiên cứu còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bổ sung và tăng cường các sản phẩm thực phẩm để giải quyết tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là ở những khu vực có quy chế dinh dưỡng đa dạng và bổ dưỡng hạn chế.
số người tử vong vì bệnh tả trên toàn cầu tăng vọt hồi năm ngoái. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy xu hướng đáng lo ngại về số trường hợp tử vong vì bệnh tả trên toàn thế giới. Mặc dù số ca được báo cáo tăng tương đối nhỏ, số người tử vong do bệnh tả đã tăng đáng kể là 71% hồi năm ngoái. Thống kê đáng báo động này làm nổi bật tình trạng dễ bị tổn thương của một số nhóm dân số trước căn bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được này. Báo cáo cho rằng nguyên nhân chính khiến cho số ca tử vong tăng chủ yếu là do xung đột và biến đổi khí hậu, vốn đã làm gián đoạn khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh. Những yếu tố này ảnh hưởng không cân xứng đến các cộng đồng và các quốc gia nghèo, làm trầm trọng thêm tác động của bệnh tả. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng bệnh tả có thể phòng ngừa và điều trị được bằng các nguồn lực phù hợp. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước uống sạch và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe đầy đủ tại nhiều khu vực góp phần làm tăng tỷ lệ tử vong. Để chống lại cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu này, điều quan trọng là phải giải quyết các nguyên nhân cơ bản của bệnh tả, chẳng hạn như xung đột và biến đổi khí hậu, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận với nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Bằng cách làm như vậy thì mới mong có thể giảm được đáng kể số ca tử vong do bệnh tả và cải thiện sức khỏe cũng như phúc lợi của những nhóm dân số dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Những tay đua không chuyên nghiệp đã tụ họp tại Utah Salt Flats cho World of Speed. Sự kiện World of Speed thường thường niên tại Bonneville, South Flats ở Utah đã giới thiệu một loạt những phương tiện tốc độ cao ấn tượng, thu hút những người đam mê từ khắp nơi trên thế giới. Vào cuối tuần qua, những tay đua và người yêu thích tốc độ đã tụ họp tại các cánh đồng muối để đẩy xe hơi và xe máy của họ lên tốc độ đáng kinh ngạc. Một số chiếc xe có thể đạt tới 500 dặm một giờ. Sự kiện này đã trở thành sự kiện chính thức trong 38 năm có sự góp mặt của 136 chiếc xe hơi và nhiều xe máy cố gắng lập kỷ lục mới trên một đoạn đường dài 7 dặm của cánh đồng muối. Công việc chuẩn bị tỉ mỉ cho sự kiện bao gồm việc đặt 1.000 hình nón và 25 dặm dây đo thời gian để bảo đảm đo chính xác từng lần chạy. Những người tham gia đáng chú ý bao gồm Alan Boyter, người đã đi từ Dubai đến để thử nghiệm chiếc xe máy do chính mình chế tạo. Bonneville Salt Flats với cảnh quan Natri Color độc đáo đã tạo nên bối cảnh ấn tượng cho hành động tốc độ cao và thể hiện cả sức hấp dẫn cũng như thách thức của cuộc đua tốc độ trên cạn. Và sau đây là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Cổ phiếu đã tăng hôm thứ Tư trong một phiên giao dịch biến động khi giới đầu tư cân nhắc dữ liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ có ý nghĩa gì đối với chính sách của Quỹ Dự trữ Liên bang. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu sự phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên. Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của các công ty công nghệ và chất bán dẫn vốn hóa lớn trong phiên giao dịch buổi chiều, thúc đẩy Nasdaq khi Nvidia tăng 8% và AMD tăng gần 5%. Quỹ ETF VanEck Semiconductor đã tăng vào khoảng 5%. Cổ phiếu ngân hàng bao gồm JP Morgan Chase và Goldman Sachs cũng đã phục hồi từ mức thấp trước đó và kết thúc phiên giao dịch với mức tăng nhẹ. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi CPI loại bỏ các loại thực phẩm và năng lượng dễ biến động đã tăng 0.2%, ít hơn dự kiến. Tuy nhiên, CPI chung đã đạt mức thấp nhất theo năm kể từ tháng 2 năm 2021. Điều này đã làm giảm hy vọng của các nhà đầu tư về việc Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều tới 0.5%. Theo thước đo FedWatch của CME Group, 85% sẽ có khả năng ngân hàng trung ương chấp thuận giảm lãi suất vào khoảng 0.25% tại cuộc họp ngày 17 đến 18 tháng 9. Dữ liệu mới được đưa ra khi các nhà đầu tư đang vật lộn với những cơn gió ngược theo mùa. Tháng 9 là tháng tồi tệ nhất đối với chỉ số S&P 500 trong 10 năm qua, trung bình mất hơn 1% trong tháng 9. Chỉ số thị trường nói chung cũng đã ghi nhận mức lỗ vào tháng 9 trong 4 năm qua. Và các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 124.75 điểm, tương đương với 0.31%, kết thúc ở mức 40.861.71. Chỉ số S&P 500 tăng 58.61 điểm, tương đương với 1.07%, kết thúc ở mức 5.554.13. Chỉ số Nasdaq tăng 369.65 điểm, tương đương với 2.17%, kết thúc ở mức 17.395.53. Giá vàng giảm 1.10 Mỹ Kim, tương đương với 0.04%, đóng cửa ở mức 2.542 Mỹ Kim 1 troy ounce. Giá dầu thô tăng 1.56 Mỹ Kim, tương đương với 2.37% và đóng cửa ở mức 67.31 Mỹ Kim 1 thùng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin về thị trường chứng khoán. Phần tin này đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay của Đài Việt Face TV với phần trình bày của Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Domaville Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas.